Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam Vũ Xuân Tú, 44 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình thành phố Long Xuyên về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quý vị biết không, đây là vị bác sĩ giỏm đã mua văn bằng chứng chỉ để mở phòng khám nha khoa. Theo kết quả điều tra ban đầu vào năm 2008, Vũ Xuân Tú, 44 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đến tỉnh Bình Dương mua bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành răng hàm mặt và công nhận danh hiệu bác sĩ răng hàm mặt, tên Vũ Xuân Tú, ngụ tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2014, Tú đem văn bằng chứng chỉ giả trên đến Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nộp hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và làm răng hàm giả. Sau đó, năm 2021, Tú sử dụng chứng chỉ này nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Nha khoa Công nghệ cao An Giang tại tỉnh An Giang. Tháng 5 năm 2022, đoàn thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y trên địa bàn, nghi ngờ Tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả nên chuyển hồ sơ sang công an để xử lý. Tú đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.